Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị ạ. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay thì có đến chỗ anh Thịnh ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng ha. Có một số phôi mai muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ. Rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ chỗ anh Thịnh ạ. Thì sau đây thì em quay sơ lược một số cây mai tàn của anh Thịnh ha. Rồi sau đây thì mình tiến hành gặp anh Thịnh để giao lưu nha quý cô chú anh chị. Rồi, lời nói đầu thì cho Thịnh xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay đến với kênh thì Thịnh có một lô mai vàng bông dảo của cô chú anh chị nha. Mong muốn được giao lưu với cô chú anh chị. Dạ, vô là cây mã số 0 nha cô chú anh chị. Dạ. Địa chỉ của Thịnh là ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Số điện thoại Zalo của Thịnh là 0365 538 183, cũng là Zalo của Thịnh ạ. Dạ, vô là cái cây mai vàng mã số 0 nha cô chú chị. Cây này là để nó đều mà nó cuộn cuộn luôn cô chú chị. Thêm bông dảo nữa, rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Cái này giống như trồng trên chậu, cái trồng xuống đất lại của chú anh chị. Nó rất là gọn đế luôn. Rồi Thịnh vô thông số luôn ạ. Chiều cao là 1 mét của chú anh chị. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí là 31 của chú anh chị. Cái thoát thân tới tay cành là 17 của chú anh chị ơi. Tổng cái nồi đế là 117. Dạ mã số 0 này phô mai vàng này Thịnh giao lưu với giá là 4.500.000. Thịnh bao ship toàn quốc. Dạ, cây tiếp theo là mã số 2 của chú anh chị, cũng là phô mai vàng luôn. Chiều cao là 88. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 26. Cái đường kính bầu là 32 của chú anh chị. Mã số 1 phôi mai vàng này Thịnh giao lưu với giá là 600.000 à, Thịnh bao ship toàn quốc. Dạ tiếp theo là mã số 2 cũng là phôi mai vàng của chú anh chị. Chiều cao là 66, cây này là đế đẹp của chú anh chị ơi. Đế đều đế đẹp luôn. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 20 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 35. Cây mã số 2 này Thịnh giao lưu với giá là 700.000, Thịnh bao ship toàn quốc luôn. Dạ tiếp theo là phôi mã số 3 là mai vàng, cây này bonsai đế bàn của chú anh chị. Cái đế rất là duyên và đẹp luôn của chú anh chị. Chiều cao là 35 của chú anh chị. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 19. Tổng cái nồi đế là 75 của chú anh chị ơi. Nhỏ nhưng mà nồi đế lớn của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 33. Phôi mai vàng mini để bàn này thì mã số 3 Thịnh giao lưu giá là 700.000, bao ship toàn quốc. Dạ tiếp theo là mã số 4 của chú anh chị. Chiều cao là 1m15. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 27. Cái này đế cũng khá của chú anh chị. Dạ mã số 4 này Thịnh giao lưu với giá là 1.200.000, bao ship toàn quốc. Dạ tiếp theo là mã số 5. Chiều cao là 1 mét. Cái này đế chảy đều luôn của chú anh chị.
Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 31. Đế là đều hết luôn cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là 36. Dạ, mã số 5. Thịnh giao lưu với giá là 1.400.000, bao ship toàn quốc. Dạ, tiếp theo là mã số 6, cũng là phô mai vàng của chú anh chị. Chiều cao là 65. Cái hoành thân vị trí này là 22 của chú anh chị. Cái này đế đều luôn của chú anh chị ơi. Cái đường kính bầu là 40. Mã số 6, phô mai vàng này Thịnh giao lưu với giá là 700.000, bao ship toàn quốc. Dạ, tiếp theo là mã số 7. Chiều cao là 1m của chú anh chị. Cái hoành thân ở vị trí này là 30. Cái đường kính bầu là 30 luôn của chú anh chị. Cái lô phô hôm nay của Thịnh là toàn là mai giảo của chú anh chị nha. Còn cô chú anh chị nào có thích mặt bông khác thì có thể ghép à. Mã số 7 Thịnh giao lưu với giá là 800.000, cũng bao ship toàn quốc à. Dạ, mã số 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Cái hoành thân ở vị trí này là 25 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 28. Mã số 8 này thì nên giao lưu với giá là 700.000. Tiếp theo là mã số 9 anh. Dạ. Cũng là một cây này để bàn rất là duyên luôn của chú chị ơi. Lắc lượng có giọng luôn của chú chị. Đế thì rất là nhỏ nhưng mà đế rất là lớn luôn. Cây nhỏ nhưng mà cộng đế rất là lớn. Chiều cao là 55 của chú anh chị. Cái hoành thân ở vị trí này là 21. Sổ nôm là được 15 của chú anh chị ơi. Tổng cái hoành đế là 85. Bonsai để bàn của chú anh chị ơi rất là duyên đó. Giá chỉ có 900.000, mã số 9 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 10 của chú anh chị. Cây này cũng là một cây bonsai luôn của chú anh chị ơi. Của chú anh chị nào có không gian mà hơi không có rộng rãi lắm thì chọn những cái cây của Thịnh clip hôm nay là rất là dễ chơi luôn. Không có chiếm không gian lắm. Chiều cao là 45. Cái hoành thân ở vị trí này là 27 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 40. Dạ, phôi mai vàng mã số 10 này Thịnh giao lưu với giá là 1.100.000, Thịnh bao ship toàn quốc ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 11 của chú anh chị. Cái này cũng bonsai luôn của chú anh chị. Chiều cao là 80. Cái cây thì thân không có lớn lắm nhưng mà nó nuôi cho củ đế hết rồi của chú anh chị. Thịnh đo hoành thân ở vị trí này là 17. Tổng cái hoành cũ ở vị trí này là 39 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 35. Thoát thân tới tay cành là 30 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 11 Thịnh giao lưu với giá là 1.400.000, Thịnh bao ship toàn quốc luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 12 của chú anh chị. Cây này bộ đế cũng rất là duyên luôn của chú anh chị ơi. Cô chú anh chị không thích chơi cao thì mình bấm mình cắt ngắn lại mình chơi bonsai lùng lực cũng được. Mini nhỏ thôi.
chiều cao là 65. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 18. Tổng cái hoành cũ là 60 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 30. Này mình vô chậu nhỏ mình chơi bonsai rất là gọn luôn. Và mã số 12 Thịnh giao lưu với giá là 600.000, bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại giao lưu của Thịnh là 0365 538 183, cũng là Zalo của Thịnh luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 13 của chú anh chị. Cái này nhỏ nhưng mà cái cũ nó rất là quái luôn của chú anh chị, nó quặn luôn. Cây rất là già luôn của chú anh chị ơi. Chiều cao là 60. Cái hoành thân ở vị trí này là 15 của chú anh chị. Cái củ tròn này là 30 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 28. Mã số 13 này Thịnh giao lưu với giá là 400.000. Dạ. Cây này là cây mã số 15, cũng là một phô mai vàng của chú anh chị. Chiều cao là 45. Cái hoành thân ở vị trí này là 27 của chú anh chị. Cái rễ nó cao lên là 20. Cái thịnh đo vị trí này là được 47. Cái đường kính bầu là 36. Phôi mã số 15 này Thịnh giao với giá là 1.500.000. Dạ, tiếp theo là phôi mai vàng mã số 16 của chú anh chị. Cây nhỏ nhưng mà bộ đế rất là quái. Chơi bonsai là ok lắm của chú anh chị. Chiều cao là 40. Cái hoành thân ở vị trí này Thịnh đo được là 25. Sổ nôm là được 13 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 38. Mã số 16 này Thịnh xin giao lưu với giá là 1.500.000, Thịnh bao ship toàn quốc ạ. Tiếp luôn anh ơi. Dạ. Tiếp theo là mã số 17 của chú anh chị. Cái này thì cũng có một số tay cành sẵn rồi. Vậy của chú anh chị chơi zin hay ghép thì cũng bao chơi. Chiều cao là 75. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 27 của chú anh chị. Cái này là đế cũng đều hết luôn của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 30. Thoát thân tới tay cành là 30 luôn của chú anh chị. Mã số 17 này Thịnh giao lưu với giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc ạ. À. Cây rất là già cây. Rồi, tiếp lên Thịnh ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 14 của chú anh chị. Cây này lại Thịnh quay sót. Cây này nó có cái đặc điểm, cây này là mai vàng của chú anh chị, nhưng mà nó giống như nó đột biến như bông trang hay là lan gì của chú anh chị. Nó lên da giống như da me, rất là quái luôn. Nó ăn sôi kỹ kỹ giùm em. Nó khác với mai thường của mình. Đế thì rất là đẹp luôn. Đế đều hết luôn của chú anh chị. Chiều cao là 75. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 23. Tổng cái hoành bầu là 1m05 của chú anh chị. Nó đặt bầu hết luôn, rễ nó đặt bầu hết luôn.
Cái đường kính màu là 35. Thoát thân tới tay cành là 25 của chú anh chị. Cái này rất là lạ của chú anh chị ơi. Này nó độc biến ha. Dạ, giống như lan với bông trang nha. Nó độc biến nha. Dạ, mã số 14 này Thịnh giao lưu giá là 1.500.000. Của chú anh chị nào thích cái lạ lạ thì ủng hộ cái này cho Thịnh. Dạ, tiếp theo là mã số 18 của chú anh chị. Là một phô mai vàng luôn của chú anh chị. Chiều cao là 87 của chú anh chị ơi. Cái lô hôm nay của Thịnh là bông đẹp hết nha của chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 26 của chú anh chị. Cái đường kính bầu là 35. Dạ, phôi mã số 18 này Thịnh giao lưu với giá là 800.000, bao ship toàn quốc ạ. Không nói cái cây này bị tai biến. Dạ, tiếp theo là mã số 19 của chú anh chị. Cũng là một phôi mai vàng luôn của chú anh chị. Cái này là nó có tay cành sẵn này của chú anh chị. Ghép hay là chơi game thì nó cũng rất là nhanh nhanh thành cây. Chiều cao là 1 mét của chú anh chị. Cái hoành thân Thịnh đo vị trí này là 27. Cái đường kính bầu là 35. Dạ, phôi mã số 19 này Thịnh giao lưu với giá là 1.200.000. Cũng là cây cuối clip của Thịnh. Thịnh cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ Thịnh ở những clip trước. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này của Thịnh ạ. Thịnh xin nhắc lại số điện thoại giao lưu của Thịnh là 0365 538 183. Cũng là Zalo của Thịnh. Rồi. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở một clip mới nhất của anh Thịnh nha. Đây anh Thịnh cũng còn rất nhiều hàng mới về nha cô chú anh chị.